Hello, good morning, chào mừng bạn, chào buổi sáng mọi người. Chào mừng mọi người tới với kênh YouTube tập yoga của blog Yogi Travel. Và mình là Thương Bình. Bài tập hôm nay sẽ là một bài tập rất ngắn vào buổi sáng, bao gồm 5 động tác yoga trên giường cho bạn tập ngay mà khi mà bạn vừa mới thức dậy vào buổi sáng. Thì bài tập ngắn ngày hôm nay sẽ giúp bạn kéo giãn lại cơ bắp, vươn rướn, vặn xoắn lại lưng cho bạn đỡ mỏi hơn, cho bạn có một cái cơ thể nó là thoải mái hơn, dễ chịu hơn cho một ngày dài làm việc. Nào, sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu thôi. Và tư thế đầu tiên sẽ là tư thế mà bạn ôm đầu gối vào lồng ngực. Hãy nằm ngửa ra, sau đó bạn dùng hai tay đan lại, đặt vào dưới cái đầu gối và ôm chặt cái đầu gối. Hãy ép cái phần thắt lưng của bạn xuống sàn, xuống cái mặt mặt giường và kéo cho các đốt sống lưng của bạn giãn thẳng ra. Đồng thời các đốt sống cổ của bạn cũng kéo thẳng ra luôn. Cảm giác cái cơ thể của bạn nặng xuống sàn, nặng xuống cái mặt giường của bạn. Và hãy giữ trong tư thế này một vài nhịp nữa. Rồi từ từ gỡ hai tay ra và đạp hai bàn chân của bạn xuống mặt giường. Mình sẽ chuyển qua tư thế thứ hai, đó là tư thế vặn xoắn người. Từ vị trí mà hai bàn chân đạp, bạn gác chân bên phải qua cái đầu gối bên trái, bạn vắt chân qua. Bạn dùng tay bên trái của bạn kéo cái đầu gối phải của bạn ép xuống mặt giường và dùng tay còn lại nắm cái chân phía sau người của bạn. Sau khi nắm được chân rồi thì bạn đá cái chân căng ra và bạn tạo thành cái độ căng xoắn của cơ thể bạn ở đây. Giữ trong tư thế này một vài nhịp kéo giãn người, căng cái cánh tay phía sau của bạn ra, đồng thời dùng tay phía trước để ấn cho cái đầu gối của bạn chạm xuống sàn luôn. Và giữ lại hít thở một vài nhịp. Và từ từ bạn gỡ hai tay, quay người về vị trí trung tâm, mình sẽ đổi qua bên kia. Bạn dùng chân bên trái của bạn vắt qua đầu gối bên phải và dùng tay phải kéo cái đầu gối trái ép xuống sàn. Sau đó dùng tay trái ở phía sau nắm lấy chân và bạn đá căng cái chân ra, tạo thành cái độ xoắn của lưng. Và mình sẽ giữ ở tư thế này một vài nhịp. Cảm giác cái độ vặn xoắn, độ mở rộng của vai và độ xoắn của lưng của bạn càng ngày càng giãn ra. Cố gắng hít và thở những nhịp dài ra. Sau đó từ từ gỡ tay chân và quay người về vị trí giữa thảm, giữa giường của bạn. Mình sẽ chuyển qua tư thế tiếp theo là tư thế cây cầu. Từ nằm sấp nằm ngửa lưng dưới sàn, bạn úp hai tay xuôi theo người. Sau đó bạn đưa hai tay lên đầu, khuỵu cái cùi chỏ và ép cái bả vai của bạn xuống sàn và nhẹ nhàng nâng cái thắt lưng lên. Nâng lên một nhịp rồi hạ xuống nhẹ nhàng xuống dưới sàn. Nhịp thứ hai, bạn hít vào, đạp chắc chân và rướn lưng cao lên. Thở ra hạ xuống sàn và tiếp tục hít vào, đạp chân, rướn lưng, cuộn các đốt sống kéo căng lên. Thở ra hạ xuống, hít vào, đạp chân, rướn lưng cao lên, thở hạ xuống mặt nệm, hít vào lên, rướn cao lên. Thở ra nhẹ nhàng hạ xuống sàn. Sau đó bạn đẩy người và chống tay ngồi thẳng lưng lên.
Mình sẽ qua động tác tiếp theo, đó là động tác vươn rướn dạng người. Từ vị trí ngồi thẳng, bạn hãy chắp tay về trước lồng ngực, hai bàn tay chắp lại, hít vào, bạn lồng các ngón tay và vươn tay lên trời, kéo ra sau mang tai luôn, rướn lên. Và thở ra, hai tay bạn hạ xuống, chắp về trước lồng ngực trở lại. Mình sẽ lặp lại. Hít vào, đan các ngón tay, rướn người, vươn lưng cao, kéo giãn các đốt sống của bạn. Thở ra, hai tay chắp lại, hạ về trước lồng ngực. Hít vào, đan tay, vươn người, rướn lên. Thở ra, từ từ hạ hai tay, chắp về trước ngực. Hít vào, vươn tay, đan người, rướn lên, rướn cao cánh tay. Và thở ra, từ từ hạ xuống trước lồng ngực. Và một nhịp cuối cùng, lồng các ngón tay, hít vào, kéo giãn lên. Lần này bạn hãy mở mắt ra và ngẩng mặt nhìn lên trần luôn. Kéo các cái phần cổ, da cổ phía trước của bạn căng lên luôn, ngẩng mặt nhìn lên. Giữ lại một vài nhịp, hít vào, thở ra, rướn cao lên. Rồi từ từ chắp hai tay, hạ xuống dưới đầu gối. Và mình sẽ vào cái động tác cuối cùng, đó là bạn massage cho phần cơ bắp, phần cổ, phần vai của bạn. Hãy xoa nóng hai lòng bàn tay vào với nhau, xoa hai lòng bàn tay thật nóng lên. Sau đó bạn dùng hai lòng bàn tay nóng và massage cho phần cổ. Bạn đặt tay phải lên vai trái, tay trái lên vai bên phải và bạn bóp bóp nhẹ hai cái bả vai cổ của bạn. Bóp bóp và xoa massage cho phần sau của cổ, phần bả vai, phần lưng trên, phần bắp tay và kéo xuống cánh tay và cổ tay luôn. Hãy bóp nhẹ nhàng, massage nhẹ nhàng, sau đó bạn gỡ hai tay và xoa nóng lên một lần nữa, xoa nóng hai bàn lòng bàn tay chắc lên. Và bạn massage cho phần thắt lưng phía sau. Hãy bóp bóp, dùng hai tay bóp vào phần thắt lưng, massage nhẹ cho phần thắt lưng phía sau lưng của bạn. Sau đó bạn massage xuống bắp đùi, đầu gối, bóp bóp đẩy đẩy ấn nhẹ cái cơ bắp của bạn chạm xuống cái mặt thảm. Và một nhịp cuối cùng, bạn hãy xoa nóng thật nóng hai lòng bàn tay lại với nhau. Sau đó bạn nhắm mắt lại và dùng hai lòng bàn tay nóng của bạn úp lên và thư giãn cho hốc mắt. Cảm nhận hơi nóng từ lòng bàn tay truyền qua khuôn mặt, qua hốc mắt, qua trán và chân mày. Hãy hít vào một hơi sâu, thư giãn khuôn mặt, thở dài và thả lỏng ra. Hít vào một hơi nữa và mang nụ cười lên khuôn mặt của bạn. Nhẹ nhàng thở ra, gỡ hai tay ra và mở mắt ra. Namaste. Cảm ơn bạn đã tập cùng Thương Bình và blog Yogi Travel trong bài tập yoga cho buổi sáng vừa rồi. Nếu bạn thích video này của mình, hãy bấm nút like và bấm nút đăng ký, nút chuông vào kênh YouTube của mình để nhận thông báo về các bài tập tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp bạn vào bài tập lần sau. Chúc mọi người một ngày làm việc vui.